Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 có tên quốc tế là Sao Đen đang trong giai đoạn phát triển cực đại nhất ở trên biển. Bão di chuyển chậm hướng vào miền Trung nhưng cường độ sẽ dần suy yếu. Vào chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, gió mạnh cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Trong 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây và dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ đêm ngày 24 tháng 10 đến sáng ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt. Bão Sao Đen, cơn bão thứ 17 ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm 2020 đã mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới mạnh và đang hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và theo dự báo, thì bão sẽ di chuyển về phía bờ biển phía Bắc và Trung Việt Nam sau khi quét qua hoặc đổ bộ vào phía Nam đảo Hải Nam vào đêm ngày 24 tháng 10. Cơ quan khí tượng Hải Nam ngày hôm qua 22 tháng 10 cho biết bão sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 10 km/h và tiếp tục mạnh lên với sức gió tối đa 118,8 km/h. Bão Sao Đen dự kiến gây mưa xối xả và gió mạnh cho đảo Hải Nam từ ngày 24 đến 25 tháng 10. Chính quyền tỉnh Hải Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cấp 4 để chuẩn bị phòng chống bão. Cơ quan tình trạng khẩn cấp đảo Hải Nam cũng cảnh báo về khả năng thảm họa địa chất do mưa lớn tại một số khu vực trong 24 giờ tới. Tổng cộng 13 hồ chứa nước lớn và trung bình và 102 hồ chứa nước nhỏ tại Hải Nam đang có mức nước cao. Chuyên gia khí tượng nhận định từ ngày 24 đến 26 tháng 10, các tỉnh miền Trung của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu bão Sao Đen. Trọng tâm mưa dồn về phần phía bắc của tâm bão nên khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ với lượng mưa tại đây phổ biến từ 200 đến 300mm mỗi đợt. Các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ mưa giảm hơn. Ngày 22 và 23 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục giảm mưa. Ngay sau khi nước rút, công ty điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức rà soát hệ thống đường dây, khắc phục các sự cố để khẩn trương cấp điện trở lại cho nhân dân vùng lũ, khắc phục những hậu quả thiệt tài. Những ngày qua, do lũ bão trên diện rộng nên công ty điện lực Hà Tĩnh đã chủ động ngừng cấp điện tại một số khu vực để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh đã chìm sâu trong nước lũ nên buộc phải ngừng cấp điện. Thì bây giờ điện thì cũng mất hơn 3 ngày rồi, thì mong muốn thì có điện, nhưng mà vì nói đúng ra tất cả cùng do cái an toàn của lưới điện cho nên là họ chưa cấp điện, cái đó là cùng dân cùng thông cảm những cái chuyện đó thôi. Với phương châm, nước rút đến đâu thì kiểm tra an toàn cấp điện lại đến đó, nên ngành điện lực của thành phố Hà Tĩnh đã bố trí nhân lực, phương tiện đi kiểm tra và đóng điện trở lại phục vụ cho hơn 2 vạn người dân và doanh nghiệp. Còn 58 trạm biến áp và trên 7.000 khách hàng là đang còn mất điện. Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ huy động các cái nguồn nhân lực của bên tỉnh đội và thì các đơn vị điện lực bạn, thì chúng tôi sẽ cố gắng là khắc phục nhanh nhất có thể và đảm bảo an toàn điện trong dân. Tính đến ngày hôm qua 22 tháng 10, trên địa bàn toàn tỉnh, công ty điện lực Hà Tĩnh đã khôi phục cấp điện lại cho hơn 102.000 hộ dân và doanh nghiệp, còn gần 33.000 hộ dân của 26 xã phường ở một số huyện thành phố chưa thể đóng điện trở lại. Trước tình hình diễn biến mưa phức tạp, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trực tiếp đi kiểm tra an toàn lưới điện và công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Về với tập đoàn thì chúng tôi cũng chỉ đạo tất cả các đơn vị ở trên địa bàn, đặc biệt là cái công ty điện lực Hà Tĩnh, tập trung đầy đủ nhân lực, các cái đội xung kích là luôn luôn sẵn sàng ứng trực. Công ty điện lực Hà Tĩnh đang tập trung toàn bộ nhân lực và thiết bị, vừa tiến hành khôi phục cấp điện lại cho nhân dân, vừa đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão số 8. Nước lũ vẫn đang chia cắt các tỉnh miền Trung. Nhiều tuyến đường vận chuyển hàng hóa cứu trợ vẫn chưa thể đến được với người dân vùng rốn lũ. Hiện lương thực thực phẩm tại các địa phương này đang rất khan hiếm và đắt đỏ. Người dân không có hàng hóa để mua. Đời sống bà con vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn.
Một bó rau cải có giá 20 đến 25.000 đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Giá 1 kg thịt lợn cũng cao hơn nhiều lần so với ngày thường. Nước lũ chia cắt, hàng hóa cũng trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu của người dân cần thực phẩm lúc này là rất lớn. Mấy ngày quá thì bọn em không ra khỏi nhà. Nên là ngày nay là còn được có chuyển, nên là bọn em cái là vì mới đi ra ngoài để mua thực phẩm về để ăn uống. Nên là giờ là bọn em đang khan hiếm cái thực phẩm, nên là bọn em phải lôi nước ra ngoài để mua. Bọn em có cái gì bọn em mua tạm cái đó, nhưng mà hàng hóa thấy nó có chỗ thì họ bán cũng cao giá hơn nhiều. Dù chấp nhận mua giá đắt, nhưng người dân cũng không có hàng để mua. Hiện nước lũ chia cắt, các tiểu thương phải nhập hàng từ các nơi khác về, chi phí vận chuyển phát sinh, hàng hóa lại ít, nên một số tiểu thương đã tăng giá để bù chi phí. Có nhà thì bán giá 20.000, mà có nhà 15.000, tùy theo tiểu thương. Ở đây cũng trong bán thì hết hàng, vì hàng là nó bảy hết cả, nó trôi hết. Bên cạnh đó, mưa lũ đã khiến cho các vùng trồng rau trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngập úng, hư hại. Tiểu thương chỉ còn phụ thuộc vào nguồn hàng rau củ từ các tỉnh phía Bắc. Không chỉ giá thực phẩm tăng cao, mà hàng hóa cũng rất ít, khó mua. Hiện nay thì tỉnh đang chỉ đạo ngành công thương cùng với các huyện ra soát tất cả hàng hóa, tập trung lại để phân phối, sẽ đưa đến nơi kịp thời cho bà con nhân dân. Đã nhiều ngày bị cô lập trong lũ, người dân rất cần thực phẩm. Nếu tình hình khan hiếm lương thực kéo dài như thế này, người dân sẽ khó đảm bảo sức khỏe để chống chọi với mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân cả nước lại được thể hiện một cách sâu sắc nhất. Và theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, rất nhiều xe hàng cứu trợ chở mì tôm, thức ăn, nước uống cũng đã phải nằm chờ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phải nằm chờ vì không thể xuống hàng đưa vào cho nhân dân vùng lũ. Những kiện hàng được xếp chồng lên nhau. Những xe hàng nối dài. Đó là những gì đang diễn ra trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sáng giờ rất là khó khăn vì cái cano vô trong xe vùng sâu đó. Rất là nhiều đoàn tới đây để đưa hàng vô, nhưng mà không có cano. Nên phải đợi từ sáng tới giờ, chưa tới giờ. Vì cũng rất nhiều bà con ở các nơi ủng hộ về miền Trung. Thế dân muốn là tất cả các đồng chí ủy ban huyện, ủy ban xã làm sao mà bố trí được cái tàu hay là cái thuyền chở sang để cho mọi người cái lương thực cho bà con, không là để lâu nó sẽ bị hỏng. Do lượng hàng cứu trợ nhiều mà phương tiện để chở hàng cứu trợ vào các khu dân cư bị lũ còn hạn chế là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cứu trợ bị ùn ứ trên quốc lộ 1A. Hàng chục tấn hàng gồm mì tôm, đường, sữa, bánh ngọt, nước uống được chất đống ngoài đường sẽ có nguy cơ bị hỏng nếu không được chở đi sớm. Ở giờ phút này, chúng tôi trên xe hàng của cơm thì là những quý vị cũng biết rồi, cơm là nó dở hư. Nhưng tới giờ phút này thì chúng tôi chưa có được tàu về để hỗ trợ đưa vào đá đồng vào bà con. Nên đây, cái khó khăn của chúng tôi hôm nay là đó là cái phương tiện được vận chuyển đưa ra những cái thực phẩm yếu đến bà con vùng lũ. Cái đầu tiên mà chúng tôi thấy gặp khó khăn nhất là cái chuyện mà vận chuyển hàng hóa ra cho bà con vùng lũ. Vì cái lượng người đi thì hỗ trợ lũ lụt thì rất là đông, nhưng mà cái lượng thuyền thì rất là ít. Cho nên là chúng tôi gặp nhất là cái khó khăn đó. Vì tức là mình cần nấu cơm cho bà con ăn thì ăn phải kịp thời chứ không để là nó hư. Nhưng mà ghe thuyền thì chúng tôi đi từ sáng giờ, nhưng mà giờ thực sự là chưa có qua được tới bên đó để mà mình giúp cho bà con. Hiện nay mực nước ở Lệ Thủy rút nhiều, cano không thể vào sâu. Chính vì vậy, việc sử dụng những chiếc ghe nhỏ được cho là phương tiện vận chuyển hàng tiếp tế hiệu quả hơn, dù mất khá nhiều thời gian. Đêm qua, Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tổ chức xuất cấp vận chuyển các mặt hàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng đến với các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Các mặt hàng xuất cấp gồm có 20 xuồng cứu sinh cơ động kết nối 3 thân, 200 máy phát điện loại 5 đến 7 kV-A, 22 máy bơm chữa cháy, 4.500 áo phao cứu sinh và 59 tấn lương khô. Số hàng hóa trang bị này sẽ được Cục Vận tải và Cứu hộ Cứu nạn vận chuyển chi viện giúp các tỉnh miền Trung ứng phó với lũ lụt.
Và chiều nay thì 59 tấn lương khô trang bị trên sẽ tới 5 điểm để kịp thời cấp cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam. Các mặt hàng cứu trợ sẽ giúp các tỉnh trọng điểm bị ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định đời sống. Quý vị và các bạn, dự án BOT Pháp Vân Cầu Rẽ dù đã vận hành và thu phí hơn 5 năm nhưng hiện vẫn đang bị vướng mặt bằng của hệ thống đường gom dân sinh. Thực tế này khiến cho cuộc sống của người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng và gây nguy cơ mất an toàn giao thông. BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã được đưa vào khai thác 5 năm nay và cũng đã góp phần rất là lớn trong vấn đề giải quyết cái tình trạng ùn tắc giao thông ở phía nam của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cũng trong 5 năm qua thì cái hệ thống đường gom trên tuyến cao tốc này gặp rất là nhiều khó khăn và vướng mắc trong cái hoạt động triển khai thi công. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn 5 vị trí và một số điểm do vướng mặt bằng và khó khăn trong cái công tác đền bù đã gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc triển khai thi công và hoàn thiện dự án. Đường gom tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn đi qua địa bàn xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Mưa thì ngập, nắng thì bụi và cả nguy cơ tiềm ẩn do mất an toàn giao thông. Đó là những gì mà người dân tại đây phản ánh với phóng viên VTC14 khi nhiều năm nay dự án hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn bị vướng mặt bằng, không thể triển khai thi công. Chỉ muốn là để làm sao mà có những cái đường gom như bên này. Thì còn một đoạn này thì tôi cũng cảm thấy là ví dụ người dân đi mà nhiều khi phải đi qua bên này mới đi được lên trên kia. Nếu mà có cái đường bên này nữa thì người dân ra để đi bên này, đỡ phải đi qua cống chui sang bên kia thì là giao thông nó thuận tiện hơn. Thế như cái đường gom đến đây này là phải chui qua cống mới đi qua bên kia được. Nhưng mà nếu có một đoạn đường gom này nữa thì nên chỗ đô xá, chỗ nên chỗ nách hóp kia nữa mà làm nốt được cái đường gom bên này nữa thì là rất là tốt, thuận lợi cho rất là nhiều cho người dân. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có chiều dài hơn 30 km. Theo ban quản lý dự án cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, hiện trên tuyến còn 5 vị trí bị vướng mặt bằng do việc đền bù, giải phóng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, trách nhiệm về giải phóng mặt bằng lại thuộc về chính quyền địa phương. Chậm bàn giao mặt bằng dẫn tới hệ lụy là dự án bị ngưng trệ, không thể triển khai. Đồng nghĩa với vấn đề đi lại, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân bị ảnh hưởng. Dân đi qua đường gom chỗ này thật sự là nhiều người biểu tình và rất là bất cập ạ. Tại vì là thật sự là mỗi một trận mưa ở đây phải nói rất khó khăn, mà cái chỗ này là cái chỗ đường cao tốc đi lại liên thôn phải nói rất là bất cập, là cứ mỗi một trận mưa nó ngập hết gầm cầu cao tốc này, ngập ra. Mới cả cái chỗ này là nó đá sỏi đi thế này, rất nhiều trẻ mới cả học sinh. Dự án đã làm hoàn thiện hết, còn những cái đoạn vướng mặt bằng thì là chưa được bàn giao mặt bằng của chính quyền địa phương. Là những đoạn mà cái đường gom nó không được liên tiếp và chưa được làm, đó là những cái đoạn mà nó trùng với cái dự án khác. Cái thứ nhất là chúng tôi có tuyên truyền và có cắm hết tất cả các hệ thống biển báo hướng dẫn cái đường đi đối với lại cái giao thông đi lại của người dân. Cái thứ hai là cũng làm việc với chính quyền địa phương như ở xã, ở huyện để giải thích cho người dân hiểu rõ được cái vấn đề này. Tất cả những cái đoạn đường chạy dọc tuyến này thì người dân có thể đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến, tại vì nếu mà không có đường gom ở phía bên trái thì đã có đường gom phía bên phải và cái đấy nó liên thông với nhau và vẫn có thể đi lại được bình thường. Tuy nhiên nó cũng hơi bất tiện nếu mà không được đi liên tục. BOT Pháp Vân Cầu Rẽ là dự án đặc biệt quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố Hà Nội. Việc chậm giải phóng mặt bằng khiến cho hoạt động thi công, hoàn thiện hệ thống đường gom bị ảnh hưởng. Rõ ràng là việc làm tắc trách, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân hai bên đường. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng vốn là 64.554 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. 7 đoạn tuyến cao tốc gồm Cần Thơ, Cà Mau, Trơn Thành, Đức Hòa, Đức Hòa Mỹ An, Mỹ An Cao Lãnh, An Hữu Cao Lãnh thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự Trà Vinh, Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng Hà Tiên, Rạch Giá Bạc Liêu. Theo quy hoạch hiện nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và phía Tây cùng với 3 tuyến cao tốc Bạc Liêu, Rạch Giá, Hà Tiên, Cần Thơ, Cà Mau và Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng.
dài khoảng 998 km. Tuy nhiên, quy hoạch xác định giai đoạn đầu tư các cao tốc này là sau năm 2030. Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam định hướng đến năm 2030, trong đó có kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư các tuyến cao tốc nêu trên trước năm 2030, đồng thời bổ sung tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh vào quy hoạch.